Chào quý thính giả, đây là Phương Bảo Nghi từ Tin Bình Minh. Hôm nay là thứ ba ngày 8 tháng 12 năm 2015. Sau đây là những tin cần biết. Phương Bảo Nghi xin chào đón một ngày mới tốt đẹp. Luật sư Nguyễn Văn Đài lại bị công an hành hung dã man. Vào chiều hôm qua, luật sư Nguyễn Văn Đài lại và một số thành viên hội anh em dân chủ đã bị công an tỉnh Nghệ An ra tay đánh đập một cách dã man sau khi tổ chức một buổi diễn thuyết về nhân quyền tại giáo sứ Vạn Lộc thuộc huyện Nam Đàn. Được biết, buổi diễn thuyết nhân quyền nói trên là một trong các hoạt động thuộc chương trình Tuần lễ nhân quyền cho Việt Nam. Do hội anh em dân chủ đề xướng tại nhiều nơi, nhằm vinh danh ngày quốc tế nhân quyền ngày 10 tháng 12 năm nay. Rất nhiều công an chìm đã trà trộn trong hàng ngũ tham dự nhằm gây rối trật tự. Ngay sau khi buổi diễn thuyết chấm dứt, Hai chiếc xe chở hàng chục công an đã kéo đến bao vây và hành hung giảm man những người tham dự đang rời khỏi hội trường. Luật sư đài cho biết, khi chiếc taxi chở nhóm của ông đi đến thị trấn Quán Hành, huyện Nghĩ Lộc, thì bị công an chặn lại, đạp cửa xe lôi mọi người ra khỏi xe và hành hung ngay trên đường. Bọn man rợ đã dùng gậy gộc đánh liên tiếp vào người luật sư đài, khiến cánh tay phải của ông bầm tím khắp nơi. Sau đó, chúng đôi lên một chiếc xe, liên tục tát vào mặt ông và tước điện thoại, trước khi tống ông xuống một bãi biển cửa lò rồi bỏ đi. Cần nhắc lại, đây là lần thứ năm mà luật sư Đài bị lực lượng còn đảng còn mình hành hung, một cách man rợ trong vòng một năm qua. Vào năm ngoái, ông cũng bị chúng đập một ly thủy tinh vào mặt, phải nhập viện khâu 4 mũi. Vào đầu năm nay, Lũ man rợ này đã ba lần xông vào tư gia và đánh đập ông. Giám đốc Ngân hàng Thế giới chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trong diễn đàn thảo luận về kinh tế Việt Nam vào cuối tuần qua, giám đốc chi nhánh Ngân hàng Thế giới World Bank tại Việt Nam đã chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là Việt Nam lấy tiền từ đâu để phát triển nhanh và bền vững cho chương trình phát triển đầy tham vọng trong năm năm tới. Trả lời câu hỏi hóc búa này, ông Dũng khẳng định là sẽ huy động nguồn lực xã hội, tức nguồn tiền từ dân chúng. Trước đó, bà Victoria Quagwa, giám đốc World Bank tại Việt Nam, nhận định là Việt Nam đang cạn kiệt các nguồn vốn ưu đãi từ thế giới, chỉ còn dựa vào nguồn thu thuế trong nước. Thế nhưng trong 5 năm qua, chính nguồn thu này cũng xuất giảm từ 27% xuống còn 21% và còn tiếp tục suy giảm thêm trong các năm tới. Chính vì thế, bà Quark War Qua đặt câu hỏi là Việt Nam sẽ kiếm tiền từ đâu để tranh trải cho các dự án đầy tham vọng trong 5 năm tới. Theo một báo cáo được nêu ra trong diễn đàn nói trên, thì sau 30 năm chuyển sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam vẫn còn manh muốn và yếu ớt, với 97% số công ty chỉ ở tầm mức nhỏ bé, chưa đến 300 công nhân. Trong khi đó, các tập đoàn quốc doanh đang nắm số vốn hơn 130 tỷ Mỹ Kim và được nhiều ưu đãi chẳng hạn như được cấp đất đai miễn phí. Thế nhưng làm ăn vẫn thu lỗ hoặc chỉ có lời trước đỉnh. Tệ hơn nữa là không chỉ làm ăn thu lỗ mà một số công ty quốc danh lại nắm vị thế độc quyền, bóp nhẹt quyền tự do cạnh tranh, điển hình như tập đoàn vương đàn thao túng thị trường xuất cảng gạo. công an nổ súng bắt giữ 13 thành niên trong vụ hỗn chiến tại Nha Trang. Công an Nha Trang vào hôm thứ Bảy đã phải nổ súng, mới khống chế được một vụ hỗn chiến giữa hai băng đạn sử dụng mã tấu và súng ống tự chế, để giao tranh tại một quán rượu ở trung tâm thành phố Nha Trang. Theo tường thuật của công an thì vụ hỗn chiến diễn ra giữa một băng đạn đến từ huyện Cam Lâm và băng kia đến từ huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Nguyên nhân ẩu, đả đến từ những va chạm trên sàn nhảy đầm giữa một số thành viên. Sau đó cả hai băng đều ra về và đến khuya thứ bảy thì dàn trận đánh nhau trên đường Lê Thánh Tôn bằng đao kiếm, mã tấu và súng ống tự chế. Đưa tin báo, lực lượng công an sau đó kéo đến, nổ súng và bắt giữ được 13 thanh niên. Thu được một súng ngắn bắn bi sắt, một súng bắn cá, một kiếm nhật, một ba mã tấu và hai cây đào hiện công an nha trang đang tiếp tục truy nã một số thanh niên đã đào thoát vòng về tập đoàn quân phiệt miến điện hoàn toàn ủng hộ bà suki cựu thủ lãnh tập đoàn quân phiệt miến điện vào cuối tuần qua tuyên bố bà onsen suki là nhà lãnh đạo tương lai của miến điện và cam kết là sẽ hỗ trợ tối đa cho bà suki lời tuyên bố nói trên được đưa ra sau buổi gặp kín kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ giữa đại tướng thansu và bà Suki. Cần biết ông thansu năm nay 80 tuổi là người cầm đầu tập đoàn quân vị đã hủy bỏ kết quả tuyển cử vào 20 năm trước và sau đó ra lệnh đàn áp phong trào dân chủ của bà Suki. Mặc dù chính thức từ nhiệm vào năm 2011, nhưng ông Su vẫn có ảnh hưởng rất lớn trên chính trị miền địa một điều khiến dư luận thắc mắc là từ ngữ lãnh đạo mà ông su đã nói đến lý do là bà aung san suu kyi không thể nắm ghế tổng thống vì hiến pháp do, do phe quân đội soạn thảo không cho phép những ai có người phối ngẫu và con cái mang quốc tịch ngoại quốc trong khi bà suu kyi có người chồng quá cố là công dân anh Trung Cộng mở chiến dịch đàn áp các tổ chức bảo vệ công nhân. Bạo quyền Trung Cộng vừa mở chiến dịch đàn áp các nghiệp đoàn độc lập với hàng loạt người đấu tranh cho quyền lợi của giới công nhân đã bị bắt giữ vào tuần qua. Pháp tấn xã vào cuối tuần qua cho biết, trong số những người bị bắt có hai nhà đấu tranh nổi tiếng là ông Tăng Phi Dương, giám đốc một trung tâm binh vực cho công dân ở tỉnh Quảng Đông, và bà Trư Tiểu Mai, một luật sư cả hai bị cáo buộc là tập hợp đông người để gây rối trật tự công cộng, có nghĩa là đã hô hào xuống đường biểu tình. Cần biết là chính dịch đàn áp này nhằm ngăn chặn làn sóng thành lập nghiệp đoàn độc lập, một lực lượng có thể làm sụp đổ chế độ. Cuộc đàn áp tại tỉnh Quảng Đông vào cuối tuần qua được mô tả là có quy mô chưa từng thấy, với 15 nhà đấu tranh bị bắt giữ. Trong một diễn biến khác, các trang báo lề Dân cho biết ông Hứa Minh, 44 tuổi, một tỷ phú Trung Cộng đã thiệt mạng trong tù vào ngày 4 tháng 12 vừa qua. Họ hứa là người từng được tạp chí Forbes xếp hạng tỷ phú thứ 8 tại Hoa Lục. Ông Hứa Minh bị bắt giam với cáo buộc là đã hối lộ cho bạn Hy Lai, cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh. Đó là những tin đáng chú ý trong ngày. Phương Bảo Nghi hẹn gặp lại quý vị thính giả tin bình minh vào ngày mai. Hy vọng tất cả chúng ta sẽ có một ngày thật vui vẻ và bình an.